Trước tình trạng thời gian qua trên quốc lộ 37 qua địa bàn huyện Nam Sách xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông làm chết và bị thương nhiều người, đặt ra yêu cầu đối với các ngành chức năng cần khắc phục những bất cập về hạ tầng giao thông, đảm bảo cho người và phương tiện lưu thông an toàn, thuận lợi. Quốc lộ 37 đi qua địa bàn huyện Nam Sách dài 12,6 km, được thiết kế là đường cấp 3 đồng bằng, nhiều đoạn mặt đường hẹp. Dọc tuyến có nhiều doanh nghiệp, khu dân cư, trường học và nhiều điểm giao cắt, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Từ thời điểm cuối năm 2021 đến nay, trong số 7 vụ tai nạn xảy ra tại đoạn qua địa bàn xã Quốc Tuấn làm 3 người chết và 3 người bị thương, thì có tới 2 vụ xảy ra ở nút giao giữa quốc lộ 37 với tỉnh lộ 390D. Tai nạn xảy ra chủ yếu là giữa ô tô đầu kéo và xe máy. Nguyên nhân chủ yếu là người điều khiển phương tiện chủ quan đi với tốc độ cao, lại bị hạn chế tầm nhìn nên không làm chủ được tay lái. Ngoài ra, tại ngã tư xã Thành Quang cũng thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông gây hậu quả chết người. Nguyên nhân do gờ giảm tốc quá gần với ngã tư, trong khi đó xe ô tô lưu thông trên quốc lộ 37 tốc độ nhanh. Khi phát hiện người và phương tiện đi từ đường nhánh ra đường chính sẽ không kịp giảm tốc độ dẫn đến tai nạn. Tôi người dân ở khu này, tôi được chứng kiến là rất nhiều vụ tai nạn rất là nguy hiểm ở khu này. Sinh sống ở đây thì rất nhiều năm rồi. Ở đây thì có cái giờ giảm tốc kia mà đặt rất gần khu đường lối dân sinh mà đi ra. Có cái xe tải to mà xe công mà đi nó đi qua cái giờ giảm tốc này nó rất nguy hiểm ạ. Theo tôi thì làm thêm một cái đèn xanh đỏ và lắp thêm thật nhiều biển báo ở xung quanh các lối ra vào. Theo quy định, các phương tiện đi đến các điểm khu đông dân cư và những đoạn đường cong cua khuất tầm nhìn, điểm giao cắt ngã ba, ngã tư đều phải giảm tốc độ, nhưng các phương tiện đi qua những khu vực này vẫn di chuyển với tốc độ cao. Khi bất ngờ gặp chướng ngại vật, lái xe rất khó xử lý. Để giảm tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 37 đoạn qua địa phận huyện Nam Sách như điểm ở ngã tư Thanh Quang, đặc biệt là nút giao giữa quốc lộ 37 với tỉnh lộ 390D, các ngành chức năng cần đặt biển báo khu vực đông dân cư đối với cả hai chiều đường đi thành phố Chí Linh và hướng đi thị trấn Nam Sách, đặt biển cảnh báo đoạn đường hay xảy ra tai nạn giao thông, ra soát kiểm tra hệ thống đèn chiếu sáng từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau, cắt tỉa cây bóng mát ven đường che khuất biển báo hiệu giao thông tại các điểm giao cắt ngã ba, ngã tư và đoạn đường cong cua hạn chế tầm nhìn. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát và điều tra xử lý tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 37 đi qua địa bàn huyện Nam Sách, thì chúng tôi đã có những đề xuất kiến nghị với Ban An toàn giao thông và Sở Giao thông Vận tải để giải quyết những bất cập như lắp thêm hệ thống biển báo, lắp hệ thống đèn chiếu sáng, phát quang những cây che chắn biển báo để đảm bảo an toàn giao thông. Những bất cập về hạ tầng giao thông trên quốc lộ 37 đoạn qua huyện Nam Sách đều không sớm được khắc phục thì tai nạn sẽ còn xảy ra và sẽ luôn là nỗi ám ảnh người điều khiển phương tiện mỗi khi lưu thông trên tuyến quốc lộ này.